Sức khỏe tâm an, mình chào tất cả các bạn và anh chị em. Chuối sim tìm lá dứa. Lá dứa quấn chuối sim. Mình muốn gọi tên nào cũng được. Nếu ở nhà mình có chuối chín, mình làm theo cái cách này, nó vừa nhanh gọn mà lại rất ngon. Chuối mình nướng, mình quấn trong lá dứa, mình lấy ra nè, nó quá chừng là thơm luôn. Mình ăn không cũng ngon, nếu mình ăn kèm với nước cốt dừa nữa. Ta nói ngon kể gì nói. Để cái món chuối nướng của mình nó được ngon thì mình sẽ dùng cái chuối sim đen. Vì cái chuối sim đen nó có một cái vị ngọt thanh. Cái phần bên ngoài nó không có vị chát. Nên khi mình nướng á, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Không biết là anh chị mình đã dùng qua cái món chuối mình quấn trong lá dứa mình nướng chưa ha? Thường khi những cái chỗ bán họ hay quấn trong cái lá chuối. Nhưng mà cái lá dứa thì mình thấy ít có ai làm lắm. Hôm nay mình làm cái món chuối này nè, khi nướng lên nó rất là thơm lắm luôn. Cái nải chuối này có 1,5 kg thôi mà không biết sao quá chừng trái luôn. Chuối thì mình cũng đã lột xong rồi và mình cũng chuẩn bị thêm một ít lá dứa. Cái lá dứa này á, mình chọn những cái lá nó to để khi mình quấn á, nó sẽ dễ hơn. Cái sống của lá dứa nó hơi bị cứng á, mình bẻ nó lại. Mình lận như vậy để mình làm mềm cái sống của cái lá dứa cho mình quấn nó sẽ dễ hơn. Cái phần chuối này mình có thể ướp thêm một tí xíu đường, tí xíu muối, tí xíu rượu trắng. Khi mình cho rượu trắng vô chuối mình ướp, lúc mình nướng lên cái trái chuối nó sẽ đỏ và nó đẹp hơn. Cái trái chuối mình dùng một cái lá dứa thôi, mình quấn nó. Xong đến cái chỗ giáp mí á, mình lấy cái tăm mình xiên vô. Mình ghim nó vô như vậy, khi mình nướng á, nó không có bị bung ra. Hồi nãy Tâm An có cho vô một muỗng đường, tí xíu muối với 2 muỗng rượu trắng nữa, mà quên bấm máy mất tiêu à. Anh chị em mình xem video, có gì bỏ qua cho Tâm An cái khâu mà quên bấm máy này luôn nha. Khi mình quấn cái lá dứa đó, mình nhớ là quấn cho nó chặt tay một tí, để trong quá trình mình nướng á, cái lá dứa nó không có bị tuột ra ngoài. Mình quấn xong cái mình lấy cái tăm nè xiên nó vô, xiên vậy bảo đảm nướng là không có bị bung ra đâu. Cái món chuối nướng lá dứa này khi mình dùng á nó rất là hấp dẫn, thơm mà cái độ ngọt thì vừa phải, nó không có quá ngọt. Nếu ở nhà mình có lửa than, mình nướng bằng cái lửa than á thì nó sẽ rất là ngon. Nhưng mà ở đây Tâm An không có lửa than nên hôm nay mình sẽ nướng bằng cái lò điện, hoặc là mình có thể nướng trong cái nồi chiên không dầu cũng đều được hết nha. Để tăng thêm cái độ thơm ngon cho trái chuối thì mình sẽ cho vô thêm một ít bơ. Mình lấy chừng 1 muỗng bơ thôi, mình hâm nóng lên cho nó tan chảy ra. Giờ mình quét lên cái trái chuối. Khi mình quét bơ lên chuối như vậy, trong quá trình mình nướng á, cái trái chuối nó không có bị khô mà nó rất là mượt mà. Trước khi mà mình nướng chuối á, mình làm nóng lò trước đi, rồi mình hẳn cho chuối vô. Giờ Tâm An cho chuối vô trong lò, mình sẽ nướng 30 phút nha. Và anh chị mình để lửa nướng á, là 200 độ C. Hai lửa, lửa trên và lửa dưới. Mình nướng chừng 30 phút thôi. Và nó cũng tùy theo là cái lò nướng. Có thể là mình nướng 35 phút hoặc là 40 phút, cũng tùy theo cái lò nha. Nhưng mà nó cũng dao động chừng khoảng 5 phút thôi, chứ không hơn nữa đâu. Tiếp theo, mình sẽ đi nấu cái nước cốt dừa. Mình sử dụng 500 ml nước cốt dừa đậm đặc. Rồi mình cho vô thêm 300 ml nước lọc. Tiếp theo, mình cho vô đây 3 muỗng canh đường. 3 muỗng canh dung như vậy, tương đương khoảng 50 gram đường. Nếu anh chị em mình thích ngọt á, thì mình tăng thêm tí xíu đường nữa. Và mình cũng cho vô thêm một ít muối để cho nó đậm đà. Mình khuấy lên cho đường và muối nó tan ra. Giờ mình cho luôn cái lá dứa luôn. Tâm An chiên da, khuấy nước dừa xong là quên bỏ lá dứa. Nên muốn chắc ăn á, là cho lá dứa ngay lúc này luôn.
Để nước cốt dừa nó có cái độ sánh sệt, mình sẽ dùng bột gạo. Mình dùng chừng một muỗng canh, mình dùng chừng một muỗng canh bột gạo thôi. Thì cũng tùy theo anh chị em mình thích là cái độ sánh sệt nó nhiều thì mình sẽ múc một muỗng rưỡi. Múc luôn cái phần nước cốt dừa mình cho vô trong cái bột gạo luôn cho nó tiện, khỏi lấy nước lọc chỉ mất công. Khuấy lên cho cái phần bột nó tan ra hết. Mình nấu cái nước cốt dừa, anh chị em mình để lửa trung bình thôi. Mình để cho nó sôi lăn tăn, nó sôi vừa phải. Nước cốt dừa mà nó sôi bùng lên á là nó dễ bị ốc trâu lắm nha. Mà ốc trâu rồi nó sẽ không có ngon. Ở đây Tâm An thấy cái nước cốt dừa nó cũng sôi rồi nè. Giờ mình cho hết cái phần bột gạo vô. Mình cho từ từ vô thôi. Mình sẽ điều chỉnh cái độ sánh sệt của nó. Mà ở đây Tâm An dùng có một muỗng à. Cho nên là cái phần nước cốt dừa này nó cũng không có sánh sệt quá nhiều. Mình cứ cho vô hết luôn. Nếu mà mình thích cái độ sánh sệt nhiều hơn á, thì mình sẽ cho bột gạo vô thêm. Còn không á, thì như thế này là vừa rồi. Giờ mình rang thêm một ít mè trắng. Cái món chuối nướng này mình phải ăn kèm với mè rang hoặc là đậu phộng rang thì nó mới ngon. Chuối mình nướng được 30 phút rồi. Bây giờ mình thấy chuối nó cũng đã vàng hết rồi. Giờ Tâm An mở lò ra, thơm quá chừng luôn. Anh chị em mình có nghe cái tiếng xèo xèo không? Quá chừng là thơm lắm luôn. Nếu mà mình nướng được cái lò than củi á thì nó sẽ thơm nhiều hơn. Ở đây Tâm An không có cái lò than cho nên mình nướng bằng cái lò điện á thì nó vàng đồng đều hết, nhưng mà nó sẽ không có thơm bằng như là mình nướng than. Nhưng mà cho dù mình nướng bằng cái lò than hay là cái lò điện gì cũng vậy, Tâm An thấy nó cũng đều thơm hết trơn luôn. Ở đây nè, nó thơm quá chừng là thơm. Anh chị em mình thấy cái món chuối nướng trong lá dứa này có hấp dẫn không nè? Lúc nào có thời gian, anh chị mình làm cái món chuối nướng này nè. Nó vừa thơm ngon mà lại không có tốn quá nhiều thời gian nữa. Nhanh gọn lẹ, món ăn thì rất là hấp dẫn. Khi mình dùng, mình sẽ tháo cái phần lá dứa này ra. Nếu mình nướng bằng cái than củi thì cái vỏ của trái chuối bên ngoài nó hay bị cháy xém lắm. Mình phải lấy dao mình gọt. Còn mình nướng bằng cái lò nướng á, thì nó vàng đồng đều hết. Lấy cái lớp lá dứa ra mà cái trái chuối á, nó thơm quá chừng là thơm luôn. Mình cho vô dĩa, mình cắt ra từng khúc cho nó vừa ăn như vậy nè. Giờ mình sẽ chan cái nước cốt dừa lên. Cái chuối nướng này mình phải dùng nhiều cái nước cốt dừa thì nó mới ngon. Thêm một ít mè rang nữa. Anh chị em mình thấy cái món chuối nướng này có hấp dẫn không nè? Tâm An mời anh chị em mình cùng dùng cái món chuối nướng lá dứa này với Tâm An nha. Thơm ngon quá chừng luôn. Rất là vừa ăn. Cái chuối thì nó ngọt vừa phải. Cái nước cốt dừa thì nó béo nữa. Cái chuối thì nó chín mềm, không có bị bở ra. Rất là dai. Ngon quá chừng luôn, ăn hoài mà không thấy ngán đâu nha. Hấp dẫn lắm. Hồi nãy lúc đầu Tâm An có nói á, phải chan nhiều nước cốt dừa vô, ăn nó mới ngon. Giờ mình chan thêm nước cốt dừa vô nữa nè. Ăn nhiều cái nước cốt dừa như vậy, nó mới hấp dẫn nha. Và video hôm nay Tâm An chia sẻ cách làm chuối nướng lá dứa đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.